Xin chào quý vị và các bác đã quay trở lại kênh của Vết Phú. Nay mình đến cái quầy đồ gia dụng, làm các cái đồ đạc sửa chữa gia đình hoặc là các đồ làm cơ khí đây. Rất nhiều đồ đạc đá mài, lưỡi cắt các thứ. Thì trước có một số bác có hỏi về cái máy phát điện. Thì hôm nay em đi qua đây tiện thấy thì em sẽ quay luôn cho bác xem, tham khảo một số cái. Vòi rửa xe này cũng có bác hỏi này. Đấy thì tiện em sẽ quay luôn, tiện thì nó gần đây thì em sẽ quay luôn. Trước mắt thì em sẽ quay mấy cái máy phát điện trước. Đây có một cái của Cosin Inverter GV28i này. Con này thì là nó có giá là tầm 27 triệu gì đấy, 28 triệu gì đấy. Con này hàng mới, 38 cân, đấy ghi rất thông tin rất cụ thể. 28 kV là suất lực, nghĩa là dòng điện đi ra. Đấy thì nó rất là nặng, rất là to, có bánh xe đẩy. Này thì mua ở đây được, chưa về Việt Nam mình thì thôi. Nó cũng rất đẹp, một kích thước thì khá là công kênh, nó to vì nó 38 cân mà. Thì bên cạnh nó cũng có một con Cosin khác cỡ nhỏ mini 22 cân các bạn. Hình như là cái vỏ sao ấy, nhẹ thế. 22 cân cái hàng ấy chứ. À đây đúng rồi, đây là cái đây người ta ghi là sản phẩm để nhìn đây. Để tham khảo này, vỏ mô hình đấy. Thì con này có kích thước 22 cân. Mã của nó là GV16i, cũng của Cosin nhé. Đây, cũng của Cosin. Con này có giá là 20 triệu, cũng đắt, 1,6 kV. Nó nhỏ hơn con bên này, công suất nhỏ hơn con bên này. 20A nhân 2 cô, 2 đầu, 2 đường ra. Đấy. Cũng màu vàng, cân lốc màu da cam, giống con bên kia nhưng mà nó nhỏ hơn kích thước ấy hơn thôi. Rồi ở đây thì là có một sản phẩm thật, không phải là người xem nữa. Thì cái này thì ra toàn ra 100V, 200V cũng có, 3kV 5A và Transstar. Transstar này, con này thì nếu mà em không nhầm thì nó là đổi nguồn thì đúng hơn. Đúng rồi, dòng điện vào là 200V và dòng điện ra là 100V. Tần số 50-60Hz đều có. Con này nặng 16 cân, biến tần à, đổi nguồn của thằng Suzuki. Con này có giá là khoảng tầm rơi tầm 6 triệu một chút. Đấy thì nó nặng tầm 16 kg. Rồi gì nhỉ? Đổi nguồn nha bác. Rồi phía dưới này, dưới là một con máy phát điện khác của Yamaha, công nghệ inverter. Con này thì rất là đẹp, người ta phải xích lại để tránh việc khách hàng bế xuống để xem rồi có những cái xước sát hay là rơi vỡ các thứ. Người ta có dán lên không được giật. Đây là cái giật của nó, cái tay cần khi mà giật để phát điện này. Có dòng điện lưu, dòng điện một chiều nhé. Đây là chọc cư riêu là dòng điện một chiều 12V là 8A. Trên này chắc là 3 chiều này. Ở đây này, cô riêu này là 3 chiều này, 100V này. 3 chiều đây, 1 chiều này. 12V 8A, đây là 100V. 50Hz và 60Hz mình có thể điều chỉnh được công tắc cần gạt này. On off ở đây. Đây thì cho xăng vào. Đấy. Thì inverter có mã là EF16HIS của Yamaha. Con này có kích thước là 20 cân và cái giá của nó là 30 triệu đồng, cũng khá đắt. So với hàng mới thì nó cũng như này là cũng là bình thường thôi, nhưng mà con này mà mình tìm mua thì tìm mua hàng cũ thì nó sẽ rẻ hơn chút, nhưng con này thì cũng khá là cao. Đấy, đây là cái con này của Yamaha inverter. Sang bên này có con của Yamaha khác, generator Yamaha. Con này giá khoảng tầm 10 triệu thôi, 2kV 5A, kích thước nặng 41 kg. Mấy con này thì quay cho các bác tham khảo là chính, chứ còn chuyện mua thì chắc là cũng không mua được, vì nó cũng rất là nặng. Có 20A ra này, dòng này dòng xoay chiều, dòng điện xoay chiều này. Đấy, điện xoay chiều 15A này, Yamaha 15A nhân 2 cộng ra có giá là khoảng tầm hơn 10 triệu tính. Đấy, Yamaha rất là đẹp, bê bình xăng dầu. Đấy thì đây là bốn cái máy, các máy phát điện, và bên này là có cái máy này, hay là bơm mà hay máy gì đây,
hay là cao áp, đúng rồi, cái máy bơm cao áp này thì công ty em nó cũng có một cái dùng như này. Cái này nó bơm rất là kinh khủng, nó nổi từ cái vòi nước bình thường ra, nó qua cái máy này nó bơm nó xịt như có máy rửa xe bình thường luôn. Nó dùng những cái vòi như thế này, hay là cái vòi mà số bác có hỏi thì em cũng sẽ quay luôn để dùng để rửa ô tô này, và cái cọ rửa ô tô này, người ta có ghi đâu bác, giá của nó hơn 2 triệu một cái vòi như này rồi. Nhưng cái này là vòi áp lực để rửa xe ô tô, ở bên này thì cũng là 2 triệu, cũng là vòi áp lực người ta nổi từ cái vòi nước bình thường ra. Hay là cái cọ rửa sàn cái này thì nó rất là rẻ hơn, nên là 1,5 triệu. Cái vòi nước này cũng 1 triệu, cũng khá đắt. Nhưng mà qua cái máy bơm này thì nó áp lực nó nâng lên rất là kinh. Và trên những cái vòi này thì người ta có lắp vào những cái máy bơm như thế này, của cắt chơi như thế này, nó áp lực ra rất là cao, rất là mạnh. Và cái vòi này chiều dài 3 mét và chịu được nhiệt 40 độ C. Là trong điều kiện hoạt động tốt. Đấy, thì đó là mấy cái người ta có hình mô phỏng trên mấy cọ, rồi cái xịt dưới cống, rồi rửa dưới gầm ô tô full. Đây này nó là những cái vòi áp lực rửa xe áp lực bằng cái bơm này. Và máy bơm này nó có thể dùng những cái vòi như này, mấy cái dạng vòi như này qua máy này để ta rửa xe được với những cái áp lực rửa rất là lớn. Đấy là một số cái em quay cho bác, một số bác có hỏi thì em sẽ quay tạm. Bên này đây này, bên này có mấy cái máy, cái này là mấy máy gì đây, máy bơm các bạn, mấy cái máy bơm, máy bơm của thằng gì đây, Bigm hạng gì không biết nữa. Kìa kìa, trên có mấy cái máy bơm áp lực, máy bơm cao áp này thì nó rất là nhỏ tiện, nhưng mà công suất của nó cũng khá là ok, rửa xe rất là kinh. Công ty em thấy có mấy con máy con như kiểu vậy mà người ta rửa máy xe tải chở hàng công ty rất là kinh luôn. Đây ví dụ con này BigMG4 Cycle, chúng 4 kỳ, động cơ 4 kỳ thì nó có giá là khoảng tầm 6 triệu hơn đấy, 120 lít trên phút, 70 lít trên phút đấy. Đối với vòi 10 mét đối với cái vòi là 10 mét thì nó sẽ ra được 120 lít trên phút, còn vòi 20 mét thì nó ra 70 lít trên phút. Đấy. 14,5 kg. Khá nặng. Thì toàn là bằng sắt nhôm thôi. Ở bên này là cũng có thằng một BigM khác có giá khoảng tầm 4 triệu 2, 4 triệu 3 đấy, khá nhỏ. Con này không có cái kích thước là 4,5, 4,8 kg này. Cái độ phụt nước nó xa là 5 mét từ đầu vòi. Đấy thì đối với vòi 10 mét thì nó sẽ 95 lít trên phút, mà rồi 20 mét thì 65 lít trên phút. Cái lượng nước phụt ra cũng rất là ghê. Con này thì là máy bơm di động dùng bình xăng này. Đây, rất là tiện lợi đấy. Nhà đi máy bơm đi bơm nước, ngày xưa quê vẫn đi bơm nước lên ruộng. Mấy cái này thì người ta có thể là dùng để phun gì nhỉ? Phun nước này, rồi bơm dùng cái bình cắm vào bơm để bơm nước, bơm phun thuốc sâu các thứ, cũng dùng bình này được. Nó bơm rất là mạnh. Con này có giá là khoảng tầm gần 4 triệu bác. Dưới này là có mấy cái hộp của nó. Các cái loại khác. Máy bơm rồi đầu ra đầu vào hướng dẫn sử dụng các thứ đấy, có vòi kia luôn. Như vòi máy giặt, còn đây là một cái máy bơm khác. Cũng của hãng BigM. BigM này là cũng không thấy nổi tiếng mấy ở Việt Nam mình. Bên này thì em cũng không sành lắm về cái loại này. Nên đầu này có rất nhiều cái này. Máy hút bụi các thứ rất nhiều, máy cắt các thứ rất nhiều. Rẻ cũng có mà đắt cũng có. Đấy thì này thì em quay tặng cho bác xem một số cái máy phát điện và một số cái máy bơm áp lực bơm nước, cũng như vòi rửa xe. Đây có một số cái vòi hơi khác. Đây vòi để xịt hơi các thứ. Các bác tham khảo. Đấy, thì cảm ơn các bác vẫn luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Còn nếu các bác thấy video này có thông tin phù hợp thì hãy chia sẻ video ủng hộ em và đăng ký kênh ủng hộ em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.